Bước vào mùa mưa bão, để chủ động ứng phó với thiên tai, Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai xây dựng đồng bộ các phương án đối phó và xử lý. Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Bình xây dựng các phương án, kế hoạch đến từng công an các đơn vị địa phương để cùng phối hợp triển khai thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục căn cứ vào địa bàn ở từng địa phương để triển khai với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả và bốn tại chỗ. Công tác phòng chống lụt bão phải gắn với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, luôn trong tư thế sẵn sàng lực lượng, phương tiện để góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai, chủ động phối hợp với các lực lượng, ngành liên quan của địa phương và công an cơ sở trong công tác cứu hộ cứu nạn, sơ tán và di dời dân khi có thiên tai xảy ra.